Hôm nay em sẽ hướng dẫn anh chị cách quét NFC vào iPhone 8 Plus, iPhone 7 Plus. Em đã chuẩn bị một thẻ căn cước và chiếc iPhone 8 Plus để hướng dẫn anh chị quét NFC nhanh chóng vào trong điện thoại iPhone. Nếu như anh chị đổi điện thoại hoặc là anh chị quên mật khẩu VNEID, anh chị muốn đăng nhập lại vào trong iPhone, anh chị vào app VNEID, thì ở đây cái app VNEID anh chị vào. Sau khi anh chị vào app VNEID, anh chị bấm quên mật khẩu. Lúc này cái dòng đầu tiên là bấm số định danh cá nhân, nghĩa là anh chị bấm cái dãy số này vào, cái dãy số thẻ căn cước của anh chị bấm vào đây. Còn ở dưới là bấm số điện thoại, anh chị đã đăng ký VNEID, thì bây giờ em tiến hành em nhập vào. Sau khi em nhập, dòng đầu tiên là số thẻ căn cước ở đây, thứ hai là số điện thoại, thì anh chị dùng số điện thoại nào anh chị nhập vào. Tiếp theo là anh chị bấm xác nhận NFC bằng căn cước công dân gắn chip. Ở đây thì anh chị tích xuống dưới. Tích xuống dưới xong thì anh chị tiến hành bấm gửi yêu cầu. Anh chị nhớ là cái căn cước anh chị phải xác định là con chip nằm ở đâu. Ở đây nó có một cái thẻ giống như cái thẻ SIM, là căn cước anh chị nằm ở chỗ này, là cái con chip nằm ở chỗ này nha anh chị. Rồi bây giờ anh chị tiến hành bấm gửi yêu cầu. Thì trong quá trình anh chị bấm gửi yêu cầu thì điện thoại nó sẽ yêu cầu anh chị là sẵn sàng quét NFC. Thì để quét thành công 100% em chỉ cho anh chị như sau. Ở đây nó có cái con mắt camera trước, anh chị để dọc với cái dãy số đây, con mắt này anh chị để dọc với cái dãy số căn cước công dân. Và cái cạnh của iPhone 8 Plus, iPhone 7 Plus thì để trên cái số đầu tiên, nghĩa là cái con mắt này nó phải đi thẳng hàng với cái số căn cước công dân anh chị. Bây giờ anh chị để lên, anh chị có thể bỏ trước cái cạnh của iPhone nằm trên số cuối cùng của căn cước công dân, camera trước thẳng hàng với lại dãy số căn cước công dân. Sau đó anh chị bấm gửi yêu cầu, anh chị thấy được ngay. Rồi xong, rất là đơn giản và nhanh chóng. Và với cách làm này anh chị nào cũng có thể thực hiện được trên chiếc iPhone của mình. Đây là chiếc iPhone 8 Plus, còn máy của anh chị là iPhone 7 Plus thì anh chị cũng làm tương tự. Bởi vì iPhone 8 Plus và iPhone 7 Plus có cái cạnh camera trước thiết kế tương đồng với nhau, NFC cũng vậy, anh chị làm cách này sẽ thành công 100%. Trên iPhone 8 Plus và iPhone 7 Plus, khi anh chị vuốt ở dưới lên, mở trung tâm điều khiển, anh chị sẽ thấy có cái biểu tượng NFC ở đây. Còn nếu như không có thì anh chị có thể tiến hành vào cài đặt vào trung tâm điều khiển. Anh chị thấy ở đây nó gọi là đầu đọc thẻ NFC. Bây giờ ví dụ như nó không có nằm ở đây mà anh chị kéo xuống, anh chị thấy nó nằm ở phần dưới, thì anh chị tiến hành bấm vào dấu cộng màu xanh. Lúc này thì nó nằm ở phía trên, anh chị muốn dời lên trên cùng thì nhấn vào ba gạch kéo nó lên. Vậy là xong, anh chị vuốt trở về, thoát ra ngoài. Bây giờ anh chị vuốt lên, anh chị sẽ thấy là NFC hình giống như cái trạm phát sóng vậy, nằm ở đây. Anh chị dễ dàng test và sử dụng. Và video đến đây là hết. Anh chị xem và có thể thực hiện quét căn cước công dân của mình trên iPhone 8 Plus, 7 Plus một cách rất là nhanh chóng. Nếu như anh chị nào có nhu cầu mua điện thoại phụ kiện, anh chị có thể vào kênh YouTube phụ của em là kênh Giang Huy Uy Tín để chọn và mua cho mình sản phẩm phù hợp. Video đến đây là hết. Em xin thân ái chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý khách và quý khán giả trong video tiếp theo. Chúc tất cả anh chị đang xem YouTube một ngày thật tốt lành.